Đồng hồ báo 12 giờ trưa ngày mai, tức là ngày 15 tháng 3 dương lịch, đại cát, đại lợi ập đến, bốn con giáp này rước tài rước lộc vào nhà, phát triển như diều gặp gió, giàu sang ngút trời. Con giáp tuổi Mùi, tử vi báo hiệu trong ngày mai mọi điều xui rủi sẽ qua hết, từ ngày 15 tháng 3, mọi thứ diễn ra xung quanh trở nên dễ chịu. Con giáp này đón những tin vui về đường tài lộc cùng với cơ hội kiếm tiền rất là nhiều, không cần phải lo lắng quá nhiều, các bạn sẽ có nhiều tiền trong tầm tay nhờ quý nhân tương trợ và công việc vô cùng là may mắn. Con giáp tuổi Thân, mặc dù trong năm nay phạm phải tam tai và thái tới, nhưng trong ngày mai có ngũ hành tương sinh, từ 12 giờ trưa ngày mai vấn đề tiền bạc của tuổi Thân được cải thiện. Con giáp này đảm bảo chi tiêu cân đối, làm ăn vô cùng thuận lợi, thu hút nhiều tiền của. Từ 12 giờ có tin vui từ phương xa, có quý nhân giúp đỡ, công việc trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Con giáp tuổi Dậu trong ngày mai có cơ hội đi ngược gió, lợi ngược dòng. Người tuổi Dậu vô cùng may mắn, đi đâu cũng có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện cho khắc phục những khó khăn trước đó và có cơ hội đổi đời nhờ làm ăn trúng mánh, đầu tư đâu là xin lời đó, số tiền trong tài khoản liên tục tăng lên, thu hút nhiều tiền nhiều bạc. Con giáp tuổi Tý, mặc dù trước đó gặp nhiều khó khăn nhưng bắt đầu từ ngày mai được các tinh trợ mệnh vận may chỉ đường, trong giai đoạn này công việc trở nên thuận lợi bất ngờ. Trong ngày mai tuổi Tý có quý nhân giúp đỡ, trao cho cơ hội lớn để nâng cao thu nhập tiền bạc, từ đó rủng rỉnh phát tài phát lộc bất ngờ.